World Cup thì không chỉ là ngày hội của các đội bóng mà còn là ngày vui của các cổ động viên nữa. Và chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi mà được tới sân xem trực tiếp các trận đấu ạ. Vâng chị Thảo ạ, xem bóng đá mà xem ở ngoài sân vận động thì nó khác lắm. Khác rất nhiều so với xem qua màn hình TV ạ. Vui thì cũng vui gấp nhiều lần, mà nếu như đội nhà có thua ấy thì buồn thì cũng buồn gấp bội. Tại Qatar thì phóng viên của chúng tôi cũng đã bắt gặp không ít những cổ động viên đi xem bóng đá với cả đại gia đình của mình. Và đúng là còn gì tuyệt vời hơn khi mà được chia sẻ những cảm xúc với những người thân yêu nhất. Đây là đại gia đình nhà anh Milan. Cả nhà đã quyết định có một chuyến đi xem World Cup cùng nhau lần đầu tiên để cổ vũ cho đội tuyển Đức. Trải nghiệm đầu tiên luôn rất đặc biệt. Nó sẽ gắn kết cả gia đình với không khí tuyệt vời này. Trên đường hướng tới sân cũng có hàng trăm gia đình giống như anh Milan với những đồ cổ vũ sặc sỡ, các cặp vợ chồng cùng với những đứa con. Bóng đá tạo nên một sợi dây liên kết đặc biệt. Thậm chí chị Sanako, cô con gái mới 1 tuổi, cũng được theo mẹ đi cổ vũ. Hôm nay là sinh nhật cháu. Tôi muốn cháu có một kỷ niệm đặc biệt với đội tuyển Nhật Bản. Trong sân, cả gia đình chia nhau từng cảm xúc, hân hoan khi có bàn thắng sớm và những lo lắng ở những thời khắc quyết định. Bóng đá thì có thắng có thua và tình yêu bóng đá cũng được nhen nhóm dần từ những đứa trẻ qua những trận đấu như thế này. Tôi muốn các con được chia vui, tận hưởng từng cung bậc cảm xúc của bóng đá, cũng như thành tựu, niềm tự hào mà quốc gia mình mang lại. Đó là những giá trị vô hình của bóng đá, để rồi sau này những đứa trẻ kia có thể trở thành cầu thủ hoặc sẽ là những cổ động viên nhiệt thành nhất của đội tuyển quốc gia. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội và nơi đây chính là nơi nuôi dưỡng tình yêu bóng đá cũng như là niềm tự hào dân tộc. Và World Cup chính là nơi để thể hiện điều đó. Hoàng Cường, phóng viên Đài Truyền Việt Nam từ Doha, Qatar.